Giao chú rể giới thiệu gì mình khi đi ra Đà Nẵng đi. Cô dâu đến từ đâu dâu? Dạ em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Em ở quận 8. Chú rể? Em đến từ Bình Dương. Với em Bình Dương. Hai đứa quen nhau mấy năm rồi? Quen nhau cũng gần 2 năm rồi. Là nhau cảnh sát. Nghe đầu chào hỏi. Nghe của giang hồ đầu của mấy chị em nhiều chuyện với mấy người bán số là nghe cho Linh là chú rể dụ cô dâu đó hả? Dụ thì không có dụ nhưng mà cô dâu tự nguyện thôi. Dù như là 50 thôi. Cô dâu rất là xinh. Chú rể cũng rất là bạn trai. Rất là hai bạn rất là dễ thương. Hai bạn dự định khi nào cưới đây? Dạ tháng sau. Tháng mấy? Tháng 4. Tháng 4 hả? Dạ. Vì lý do gì mà hai bạn chọn Đà Nẵng để chụp hình cưới? Dạ vì Đà Nẵng đẹp. Đi Đà Nẵng lần nào chưa? Dạ anh đi rồi em chưa đi. Sao mày ác quá vậy? Mày dùng con người ta mà mày cho con người ta đi bây giờ chụp hình cưới cho tao đi chơi trả đem đi đi một mình đi với ai? Mà đi một mình đi với ai? Nói nghe coi. Đầu tiên là đi với gia đình. Đi gia đình. Du lịch thôi. Có đi với con nhỏ nào không? Không. Thôi. Giờ trên đá cổ à. Sương mù nhiều ghê. Hiện tại thì mình lên Bà Nà chụp hình. Sáng giờ mình chụp ở Đà Nẵng rồi thì các bạn thấy ở Đà Nẵng cảnh đẹp không? Cảnh rất là đẹp. Hai bạn thích không? Dạ thích. Thích không? Hai bạn thấy mắt đắp làm việc như thế nào? Dạ rất là tốt, rất là chuyên nghiệp. Có gửi lời gì nhắn nhủ với chị mới lúc không? Ví dụ như là chị ơi chị coi sớm có chồng đi rồi chị để chị được đẹp như em rồi vậy chẳng hạn vậy đó. Thì nghe thông tin là đây là nghe thông tin là chị đất này đang vẫn còn é. Chưa có ai hốt nhưng mặc dù là chị làm rất là chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa có nghĩa. Cô dâu có lượt lời về nhắn nhủ gì đến cái thằng đất hay không hả? Đó chị nhắn nhủ đi. Gì họ Phan. Trời ơi thiệt mà. Không? Sao cô dâu nhắn nhủ chú rể nhắn nhủ nè mà chú rể nhắn nhủ hai nè. Đó. Để chú sao nè. Nhắn nhủ với anh tìm rồi đây. Làm sao? Chụp hình như thế nào? Cô không biết nói sao nữa. Không hiện tại là không không thì mình cũng rất là chuyên nghiệp rất là đẹp. Không anh chưa nói đến lượt anh. Không anh mới nói với mà. Anh nói với up cơ. Thì phụ nữ khi nhủ nhau thì hay đó không? Mặc dù ngay tiên đầu là cô dâu còn rất là trẻ nhưng đã cưới chồng trước mất up rồi. Mất up thì vẫn còn é 2 năm nay. Được sự giới thiệu của anh tìm cho các cặp đôi để về giới thiệu bạn bè mà vẫn chưa tìm được có mối tình chắc dai nào hết. Đó. Thì cô dâu theo cô dâu thấy là bạn ấy làm rất là chuyên nghiệp thì cô dâu có lời nhắn nhủ gì để cho bạn ấy có thể có thêm cái kinh nghiệm nữa không ấy nói được người yêu hay không? Chị em đồng nghiệp như thế nào thì em đồng nghiệp đồng tám tháng 3 kìa đó. Em cảm ơn chị đã mới cứu cho em đẹp như vậy. Em mong là chị mau lấy chồng mới được đẹp như em. Nói câu thích lệ. Cảm ơn. Chúng ta học một trong nước mắm này không có nhiều không uống được. Đỏ. Trời em nói rất là chị đưa. Qua 2 năm nay được chị giới thiệu có đồ tiền biết như này mà không nghe đó. Lần nào live stream cũng lần nào live stream cũng bia. Qua những lớp họ xấu không mà kiểu ai mà hốt. Các bạn tạm thời né để lấy cúp lại lấy cúp đánh con nó bắn lại rồi quay đi cô dâu chị để đánh thương hai bạn ngồi sát sát cho tình cảm coi đấy gái dễ thương rồi cho chú rể hỏi chú rể ý kiến là chú rể vì sao là tìm được tới thông tin của rồi tìm mà từ lặn lội từ Sài Gòn ra đến Đà Nẵng để chụp hình này cũng nghe lời giới thiệu của một người bạn của cô dâu là em nói chung là cô dâu cũng có xem trên mạng cũng có xem trên YouTube cũng có giới thiệu cũng thấy YouTuber đó ở cái đội ngũ ekip của rồi tiệm quá vui mà đi làm ra đây làm thực tế thấy có vui không vui vui thế nào vui thế nào vui vui thôi chứ không biết nó vui sao nhưng mà tối nay về có vui không?
vui nha. Vui là hai người vui. Hai người vui mình nha. Mình đâu biết. Con là tình trạng sức khỏe sao đó. Tình trạng sức khỏe sao rồi mới tới vui à. Vui thôi, vui rồi thôi, đừng vui quá nha. Cô giáo rất là xinh. À, cô giáo là giáo viên cấp 1 hả? Dạy lớp mấy không? Dạ em gần thử thực tập mà. À, cấp như dạy cấp 1 là dạy từ lớp 1 đến lớp 5. À, chú rể là làm bên nhà nước. Đấy, nói chung là hai bạn rất là hợp đôi. Đấy, rất là tay tài gái sắc. À, nhưng đặc biệt thì bạn không bạn anh. Đó, rồi, quá đẹp. Đó là diễn viên vừa phong vấn mà vừa gương mặt cũng rất là điển trai trong trong phòng này, đúng không? Phòng này hiện tại có 5 người rồi. Nói cái là bay đi vô trong phòng liền đó, không muốn che kín cái phòng khỏi cho thầy thấy vậy đó. À, cô dâu chú rể có đôi lời gì nhắn nhủ với những cặp đôi tiếp theo không? Ví dụ như chẳng hạn như là về quê sau khi chụp hình là về giới thiệu cho bạn bè, hay là hướng dẫn cho những bạn bè ra Đà Nẵng đi chơi như thế nào, như thế nào đó, nói chung là cô dâu nhắn nhủ luôn đi. Nhắn nhủ luôn đi. Thôi chú rể nói đi, chú rể nói luôn thôi. Thì sau cái chuyến đi này thì thì nếu mà đội ngũ ekip của đồ tiệm làm việc rất là chuyên nghiệp, thì sau này giờ sẽ giới thiệu cho bạn bè biết đến đồ tiệm và sẽ ủng hộ đồ tiệm. Thấy là còn cái chuyến đi này là chú rể thấy nó như thế nào hai bạn? Đi hai bạn là thấy là vui vẻ. những cảnh đi chơi hay là giới thiệu cho cô dâu, tại vì mình đi một lần rồi, còn cô dâu thì lần này mới đi nè. Thì sau một ngày thực hiện thì chưa được một ngày thực hiện nữa. Hôm qua đi ra thì hai bạn đi đâu chơi chưa, đã có những trải nghiệm gì ở Đà Nẵng chưa, rồi nói chung là chẳng hạn như thế. Và đặc biệt hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì chú rể có lời nhắn nhủ gì đến cô dâu nè. Đó, cái đây này, cái này là mấy chị em phụ nữ rất là yêu thích nè. Đó. Đây, mặc dù là chuyện riêng của các bạn nhưng hôm nay là có sự góp mặt của khán giả đó. Phụ nữ luôn. Rồi vậy phải hai giới đàn ông bên kia cũng phải chúc mừng luôn chứ. Đó, chú rể có lời nhắn gì cô dâu nè, biết là hai bạn chọn ngày hôm nay để chụp hình của album, là có nghĩa là hai bạn đã quyết định một ngày để lưu lại một cái dấu ấn, là một kỷ niệm rất là khủng khiếp đó. Và chú rể có cho lời chú dâu đó. Tám qua sao nè, tám tháng qua sao nè, có quà chưa nè? Rồi sẽ có quà. Nè, tôi nói tối nay chụp là tới 7-8 giờ tối nha. À, và nói con có quà, không biết quà gì nè. Quà thiết thực. Cho cô giáo đó. Học sáng đó. Anh tìm quà thiết thực cho cô giáo rồi đó. Đây, còn đây là anh đây là stylist chuyên viên dở bái của ông anh. Tại bái cô dâu. Tóc bái cô dâu. Tóc bái cô dâu. Ở đây rất là bạch trai. Đó. Đây. Một đốc thì vẫn còn ế suốt đời, 2 năm trời đã được sự giới thiệu ga lăng của đồ tìm hết cơm hết gỗ hết mất luôn, mà vẫn chưa được ăn một rứa hết trời, rất là buồn, rất là tiếng sai. Ví dụ như hồi cô đi chơi đồ góc mặt cũng bê lai, rất đẹp môi trái tim, rồi nói chung là mũi cao, nói chung là cười nhẹ, có đồng tiền gạo, nói chung là đầy đủ cái chức năng bộ phận của gọi là những người đẹp đó. Nhưng mà không biết lý do vì sao là đến hôm nay là vẫn còn ế, và dù trong tay của mình là một ngày mình up rất là chuyên nghiệp nữa. Không biết là chia sẻ như thế nào để cho mấy anh chàng trai có thể bị gì thì đấy. Cười có đang cãi nữa nè. Cô dâu thấy bạn quán úp này sao? Cô dâu thấy xinh không? Dạ chị rất là xinh. Quá đẹp đúng không? Dạ. Cô sao có thể chia sẻ về Facebook cá nhân hoặc là Zalo, có thể chia sẻ cho bạn quán úp vài bí kíp để hốt được anh. Đó, một anh chàng trai tay cô ngồi tân tú như anh ngồi kế bên này ha. Có em trai hay anh trai gì không? Hồi có em gái. Rồi, ok. Rồi bây giờ đến đi. Cảm ơn mấy bạn đã coi clip rồi. Chúc các bạn có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho các chị em phụ nữ ngày càng đẹp, càng xinh.
đặc biệt là cần tươi đó, và luôn luôn trẻ đẹp đó, thấy không? Sớm sớm ai chưa có người yêu thì sớm có người yêu, còn có người yêu rồi thì mau giữ, lo giữ người yêu chứ đừng để người yêu đi tiếp đi theo con khác đó. Rồi ok, chúc chị em 8 tháng 3 ngập tràn hạnh phúc. Bye bye, see you again, hẹn gặp lại các bạn trong những MV clip tiếp theo của Rồ Tìm. Đó, yêu thích Rồ Tìm hãy like, subscribe kênh Rồ Tìm. Ok, bye bye.